Nè. Nhỏ Con tin rằng chỉ có một cái Chúa Trời duy nhất là cha của chúng con. Trời ơi, con cảm ơn cha. Giờ đây Chúa Giêsu ở bên cạnh Ngài luôn cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Con cảm ơn cha vì cha đã yêu chúng con, gìn giữ chúng con ở trong thế gian này. Giờ đây chúng con có lời của Ngài, đó là sức mạnh cho đời sống của từng anh chị em chúng con. Con cảm tạ ngợi khen cha. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Ngài là ai mà chịu người khắp năm châu trần gian, đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương, nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên san? Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói có thanh sông, nước suối cho hồn tan héo, ánh sáng soi nẻo tối tăm trong vực sâu nơi bóng đêm. Lô, không có ai hát đấy. Lô. Nãy giờ nó bị sao, anh làm sao? Có nghe được mà. Có. Nghe không? Có. Có không? Ôi, không ai nghe hết. Tưởng bị có gì? Nghe được. Không nghe. Ngài tại là không có hát to được, không nghe tiếng của ai. Nam không có hiến à, Nam. Dạ alo, có nghe rõ cô chị? Nhờ Jesus mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đôi người còn chẳng vui ngày buồn, lòng yêu người thấy tuyệt vọng đã vui tươi ngày xuân. Xin tôi yêu thương mọi dòng tố hao quang gấp đã tiêu tan như nghe lời Ngài. Đừng tin con nếu bước đi cùng Giêsu, sẽ thương mọi cánh chim đoàn lạc. Ngài là ai mà chịu người khắp năm châu trần gian, đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng anh vui tình thương? Ngài làm cho ba đau thương với đi mọi lòng tôi có tan sông nước suối cho đường sáng soi nếu tôi tư vấn mùi vườn thương trong đông tên. Nhờ Giêsu mà cuộc đời biết bao nhiêu quý nhân đôi tay còn đơn chuỗi ngày buồn,
Love you, đang con không đáng thương. I see mọi sóng gió hai con gan sẽ tiêu tan, lắng nghe đừng mặc lối con biết đi thương người cách nhìn nàng đẹp lại. Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện trong lòng này. Nguyện thần ngài tuôn ra mọi lòng thương, lời nguyện cầu tha thiết nơi trái tim. Ơi là Chúa, chúng con thân thiết xin con được sống ơi Chúa, Chúa khiến cho mỗi lòng nhân đến với Chúa với tấm lòng đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện tâm linh trong này. Thân ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với cha tình yêu. Chúa, chúng con thân thiết xin ngài đến, ban ơn sống tươi mới chúng con. Rồi chúng con cùng với Chúa, lạy Chúa, xin Chúa khiến cho mỗi lòng biết nhân đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Lạy Chúa, chúng con khẩn thiết xin ngài đến, ban nước sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Chúa khiến cho mọi lòng biết nhân đến với Chúa với tấm lòng đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Rồi mời anh chị em cùng mở văn 17 từ câu 17 cho đến hết. Rồi mời anh chị em cùng đọc. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ đem lời thánh, lời cha tức là lẽ thật như cha trong thế gian thì con cũng sai học trong thế gian. Con vì học từ làm nên thánh, cho họ cũng như lẽ thật mà được nên thánh. Ấy anh chẳng những vì họ mà con còn thi hơi đau,
Amen. Dạ, qua đoạn kinh thánh này, ngày hôm nay mình cầu nguyện cho lãnh đạo mục sư, giáo sư, nhà truyền giảng, vì tạ ơn Chúa, vì Chúa đã yêu thương các môn đệ của Chúa cũng như các sứ đồ của Ngài. Thì giờ đây qua những cái việc tiếp nối công việc của Chúa ở trên đất, thì Chúa cũng đã kêu gọi tất cả các mục sư và các giáo sư, các nhà truyền giảng cũng tiếp nối công việc của Ngài trên đất, thì để mà biết Chúa đã tỏ cho tất cả mọi lời lẽ thật mà Cha đã tỏ cho Chúa Giêsu thế nào, thì hôm nay Chúa cũng đã tỏ cho các sư đồ của Ngài để mà làm công việc trên đất tiếp nối theo Ngài, để mà cho tất cả mọi người cũng được như Chúa Giêsu đã nên thánh thế nào, thì Ngài cũng rất là mong mỏi mọi người biết lẽ thật này cũng được nên thánh như vậy. Thì Chúa đã cầu xin ở Ngài ở bên phụ để cầu cầu nguyện cho tất cả mọi người, riêng các người đặc biệt mà được Ngài chọn lựa để mà đem lời của Chúa rao giảng khắp nơi, đó là công việc tiếp nối của Ngài trên đất, thì đó là một cái vinh hiển mà Chúa Giêsu muốn cho con cái để nhận biết Cha, để mà trở nên hiệp một. Vì Chúa Giêsu cũng bức mong muốn rằng tất cả chúng ta đều hiệp một với Ngài. Thì tạ ơn Chúa, đó là công việc mà anh chị em giờ đây cũng là những giáo sĩ tương lai, thì đó là công việc mà Chúa Giêsu cũng muốn để mà mình biết cái lời lẽ thật này, và sau đó mình cũng là tiếp nối những công việc của Chúa trên đất để mà cho tất cả mọi người đón nhận, để mà biết được cái vinh quang của Chúa Giêsu vinh hiển như thế nào. Thì qua cái sự yêu thương đó, vì Chúa đã yêu thương mình từ trước sáng thế, vì Ngài cũng muốn cho mình nhận biết Cha và nhận biết rằng và chính mà Cha đã sai Chúa Giêsu đến thế gian để cho cái tình yêu thương của Chúa Giêsu luôn ở trong tất cả mọi người. Vì Chúa đã dùng cái sự yêu thương đó mà Cha đã yêu thương Chúa Giêsu thế nào, thì Chúa cũng muốn dùng cái sự yêu thương đó mà chăm sóc cho mình như vậy. Thì tạ ơn Chúa qua cái sự kêu gọi mà Chúa kêu gọi tất cả những người mà có công việc đi rao giảng cũng như là các mục sư, các nhà truyền giáo như vậy, thì đó là cái công việc mà làm những công việc như Chúa Giêsu đã làm phía trước, thì qua những cái lời mà Chúa Giêsu luôn cầu nguyện để mà cho tất cả mọi người đón nhận cái lời lẽ thật để yêu
đến cái lời lễ Phật mà được dịp một cái ngày nữa. Đó là tình yêu mà cha luôn muốn cho mình nhận biết cha, và qua Giêsu ngài cũng luôn luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người để cũng nhận biết như Chúa Giêsu đã nhận biết và được sự vinh hiển. Giêsu cũng muốn mình được vinh hiển cùng với Chúa ở trên vương quốc của ngài nữa. Đó là cái sự mà Chúa luôn luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người mà đón nhận cái sứ mệnh mà Chúa giao cho tất cả mọi người trên đất này, để được là sự mà mọi người nhận biết cái sự vinh hiển của cha trên đất. Trời, chúng con cảm tạ lời xin cha. Chúng con cảm ơn ngài vì cha đã dùng lời lẽ thật mà thánh hiến Chúa Giêsu, yêu Chúa Giêsu và ban chính Chúa Giêsu cho chúng con. Để giờ đây Chúa Giêsu đã làm mọi sứ mệnh của ngài trên đất hoàn tất để mà được về cùng với cha, được sự nhận được sự vinh hiển của ngài bên cạnh cha. Giờ đây Chúa Giêsu luôn ở với cha, luôn cầu nguyện cho tất cả chúng con. Ngày hôm nay chúng con đặc biệt cầu nguyện cho các mục sư, các nhà truyền giảng, các sứ đồ, các giáo sĩ trên con đường mà mang tin mừng vương quốc của Chúa Giêsu đi khắp nơi để cho mọi người đón nhận lời tin mừng này. Từ đây chúng con tin rằng Chúa Giêsu luôn cầu nguyện cho tất cả những người mà có sứ mạng mà cha đã giao phó cho chúng con làm, để đem vương quốc của ngài cho chúng con nhận biết. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa để chúng con, ngài muốn chúng con nên một như ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa muốn chúng con được nên giống như ngài, để đem tin mừng vương quốc này. Chúng con biết rằng chúng con phải trả giá, nhưng con tin Chúa Giêsu luôn ở bên cạnh chúng con. Ngài làm tất cả, chăm sóc tất cả từng anh chị em chúng con. Con cảm ơn Chúa Giêsu, ngài đã yêu thương con, đã trao tất cả những công tác của ngài trên đất cho chúng con tiếp tục công việc của ngài, để sau chúng con được hưởng vương quốc của ngài. Con cảm ơn Chúa Giêsu đã chăm sóc cho từng anh chị em chúng con. Giờ đây chúng con tin rằng Chúa Giêsu cũng bày tỏ mọi ý định của cha nơi các mục sư, nơi các linh mục, nơi các giáo sĩ và các nhà truyền giảng. Mỗi ngày cho họ thấy ánh sáng của ngài, lời lẽ thật của ngài, họ cũng rao giảng khắp nơi trên đất này, để cho những ngày sau rốt này chúng con được nghe lời lẽ thật của ngài, giống như chúng con, anh chị em chúng con trong nhóm đặc nhiệm này được hưởng. Giờ đây Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, xin Chúa cũng bày tỏ mọi sự cho tất cả mọi chị em chúng con, tất cả mọi người mà đang tìm kiếm ngài, họ đã nhận biết tất cả lời lẽ thật này. Con cảm tạ lời khen Chúa. Con tin rằng Thánh Đức Thánh Linh của ngài luôn gìn giữ và chăm sóc chúng con, để chúng con biết được tất cả những gì mà Chúa bày tỏ qua Thánh Linh của ngài cho mỗi anh chị em chúng con. Con cảm tạ lời khen Cha trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Itu berita anjur.
Vâng. Ở trong phân đoạn Kinh Thánh này thì Chúa Giêsu cầu nguyện cho những ai yêu muốn và họ có thể nhận được lẽ thật của Chúa và đi trong lẽ thật để họ có thể nhận được những sự bày tỏ của Ngài. Để Chúa cầu nguyện cho mọi người được như Ngài ở trong Chúa Cha, thì Ngài cũng cầu nguyện cho mọi người để hiệp làm một, để đón nhận những sự bày tỏ của Ngài, để nối tiếp sự nên thánh của Ngài trong mọi người. Đó. Vì trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giêsu bày tỏ rất nhiều về tình yêu của Ngài cho những người mà Chúa Giêsu cầu nguyện. Ngài ở trong Chúa Cha như nào thì Ngài cũng bày tỏ cho mọi người thể ăn Chúa. Hallelujah, kata kata kisa kisa kata kata hallelujah, 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 kata kata kisa kisa kata kata hallelujah. Hallelujah, hallelujah, papa 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 hallelujah, 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 papa hallelujah, papa hallelujah, papa hallelujah, papa hallelujah, 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 hallelujah. Ô Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài, vì Ngài là đấng yêu chúng con, Ngài là đấng thương chúng con, Ngài là đấng dẫn dắt chúng con. Cảm tạ ơn Chúa Giêsu, Ngài ở bên hữu đức Chúa Trời toàn năng, Ngài cầu nguyện cho chúng con. Cảm tạ ơn Chúa Giêsu, Ngài luôn luôn dẫn dắt chúng con trong tình yêu và lẽ thật của Ngài, là luôn ban chúng con những điều tốt lành nhất. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Ô Chúa ơi, hallelujah, hallelujah, cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Ngài vì những lời cầu nguyện của Ngài cho chúng con. Ô Chúa ơi, hôm nay cầu nguyện cho các chức vụ trong hội thánh của Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện cho các chức vụ của mục sư Sunday, là vị mục sư và dẫn dắt hội thánh của Chúa, ban lời cho chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài vì con tin là ông luôn luôn cầu nguyện cho cả chúng con nữa. Con cầu nguyện cho mục sư Rút Lam cùng tất cả các thành viên của mục sư. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa vì Ngài luôn bày tỏ những điều dạy dỗ của Ngài trên tất cả những mục sư của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì mục sư Nguyễn Mạnh Cường của chúng con được sinh ra bởi được sinh ra trong Ngài, được sinh ra từ các hội thánh của Chúa. Và ngày hôm nay chúng con được đón nhận những sự dạy dỗ của Ngài trên mục sư của chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện cho tất cả các thành viên của hội thánh của Ngài. Chúa ơi, ô cảm tạ ơn Chúa vì ô Ngài luôn đặt để sự lời của Ngài để dạy trong tất cả những dạy dỗ chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Ô kata 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ô Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện cho tất cả những anh chị em của chúng con là những người yêu mến Ngài, khao khát và thực hiện những muốn của Ngài. Chúa ơi, họ là những người đã lắng nghe lời của Ngài để thực hiện công việc của Ngài trong tương lai. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, 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 hallelujah. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài luôn giúp con ở trong tấm lòng của con để con bày tỏ những sự cầu nguyện, bày tỏ những tình yêu tới tất cả những người mà con mong muốn thực hiện công việc của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, hallelujah, 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 hallelujah. Ô Chúa ơi, con tin rằng chúng con sẽ nối tiếp công việc của Chúa Giêsu trên đất này. Ô con cảm tạ ơn Chúa. Ô xin Chúa ban thêm ân điển ở trong tấm lòng của chúng con để chúng con được lắng nghe, được học tập, được trau dồi những kiến thức của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Mm-hmm.
Trong đoạn kinh thánh này thì Chúa đã xin nhờ Chúa Cha đã lấy lẽ thật mà khiến họ được nên thánh lời Cha, tức là lẽ thật. Vì Cha đã sai con đời trong thế gian thì con cũng sai họ ở trong thế gian. Thì đây là một tình yêu của Ngài đã yêu anh chị em mình, đã Ngài lấy lẽ thật mà giải phóng mình ra khỏi cái nơi mà trước bây giờ là đọc kinh thánh bao nhiêu năm mà cũng không nhận ra lẽ thật. Và chỉ có biết là xin Chúa cầu xin, chỉ có biết là được xin cứu thôi, chứ không biết lẽ thật là gì. Thì qua sự lẽ thật thì mới được nên thánh. Còn biết bao nhiêu người cũng họ đọc kinh thánh đó mà họ không có nhận ra lẽ thật thì cũng không có được cứu. Bởi vì đó là tạ ơn Chúa là Chúa cho anh chị em mình nhận ra cái điều này. Và qua lẽ thật mà mình được giải phóng cái con người cũ của mình. Tạ ơn Chúa là cũng phải qua một người thầy dạy, giống như là Chúa nói là ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ nghe sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Thì tạ ơn Chúa qua giáo sư Cường đã dạy cho anh chị em về lẽ thật, thì mình mới biết rằng càng ngày càng được gần Chúa hơn. Có lẽ thật thì mình mới thấy được, mình nhận ra bản chất của Chúa, và là mình được gần của Chúa mà được đánh đồng với Ngài, được nên Ngài. Thì Ngài bây giờ thì mình học về sự nên thánh nữa. Đó là Chúa cho mình được chịu học tập của Ngài để mỗi ngày anh chị em mình được trở nên thánh mà được Ngài sai đi trong thế gian. Chúa nói là Chúa tắt anh em ra khỏi thế gian, nhưng mà bây giờ Chúa lại sai mình ra đến thế gian là bởi vì Chúa không muốn mình còn ở thế gian, không có thuộc về thế gian nhưng mà thuộc về Ngài. Để khi mà thuộc về Ngài rồi thì Chúa lại sai mình ra thế gian để làm việc cho Ngài và đi làm việc đúng như Ngài làm, để rao truyền tin mừng nước trời cho mọi người. Cảm ơn Chúa điều mà mỗi một ngày Chúa cho anh chị em mình được sơn dụng. Rồi thì giống như câu 24, Cha ơi con muốn con ở đâu thì những kẻ cha là ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển Cha đã ban cho con khi thẳng sáng thế. Vì tạ ơn Chúa đã chọn anh chị em mình. Thì mà mình bây giờ mình ở đâu, Chúa ở đâu là mình ở đó với Ngài. Chúa nói là những người mà Chúa ở đâu thì những người mà hầu việc Ngài ở đó. Thì tạ ơn Chúa mỗi lần mình đi đâu, mình được sai, mình được sai đi, mà mình được đến hội thánh này, hội thánh nọ, đó là chính là Chúa sai anh chị em mình đi, là Chúa luôn luôn ở cùng đồng hành với mình. Cho nên mình được mạnh mẽ mà mỗi lần đi làm một cái trận chiến để chiến đấu với kẻ thù của mình là ma quỷ, là con là kết nối với con người cũ của mình, để mình không có chịu thua nó, nhưng mà luôn luôn mình được chiến thắng. Đó là sự vinh hiển của Ngài, là mình được nên giống Ngài. Nên giống Ngài là mình thấy cái vinh hiển của Ngài, thì vinh hiển đó cũng ban cho mình, để cho mình được mỗi một ngày được gần gũi, được mạnh mẽ và được làm con cái của Ngài. Tạ ơn Chúa. Ngày hôm nay cầu nguyện cho nên các nhà lãnh đạo, sư lãnh đạo. Tạ ơn Chúa. Ôi Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Ngài quá yêu anh chị em chúng con. Ngài đã chọn chúng con để chúng con được đi theo Ngài. Ôi Chúa ơi, Chúa ở đâu chúng con ở đó với Ngài.
rồi chúng con được nên giống Ngài, rồi chúng con được xin lại bởi ơn trên, rồi Chúa ơi, chúng con được Chúa cứu chúng con rồi, này chúng con không còn cầu xin Chúa cứu nữa Chúa ạ. Chúng chính chúng con là những người cứu những người khác, cứu những người mà đang cần đến chúng con. Ôi Chúa ơi, cảm tạ ơn Ngài, bản chất của Ngài ở trong chúng con. Chúng con được nên giống Ngài mỗi ngày để chúng con được có phương diện làm học trò, phương diện làm bạn, phương diện làm vợ và phương diện làm tôi tớ của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Ôi Chúa Giêsu, con cảm tạ ơn Ngài. Ngài sai chúng con ra đi để đi đánh trận cho Ngài. Trận chiến của chúng con là những người được tuyển chọn. Chúng con không có thua, chúng con chỉ là thắng thôi Chúa ạ. Bởi vì chúng con luôn luôn tỉnh thức, vì ma quỷ là kẻ lừa dối chúng, lừa dối hay lừa dối, nhưng chúng con luôn luôn được tỉnh thức. Ôi cảm tạ ơn Chúa. Ma quỷ nó chỉ có lừa dối những kẻ mà không có sinh lại. Ôi chúng con được sinh lại rồi, chúng con là con người mới. Ôi chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con trận chiến của chúng con không còn ăn thua nữa, chúng con chỉ biết lãnh phần thưởng cơ trợ của Ngài thôi Chúa ạ. Ôi cảm tạ ơn Ngài. Ôi Chúa ơi, Chúa ban thẩm quyền cho chúng con để chúng con được ở trong Ngài và thắng trận cho Ngài Chúa ạ. Ôi vì Chúa đã tước đoạt những quyền của ma quỷ rồi, quyền ma quỷ không có quyền trên chúng con nữa Chúa ạ. Ôi cảm tạ ơn Ngài. Chúng con tin vào Ngài, bởi vì ma quỷ chỉ là ăn bụi đất. Ôi chúng con chỉ ăn những người mà thuộc về đất, nhưng chúng con thuộc về trời, chúng con thuộc về con không có thuộc về Babylon nữa Chúa ạ. Ôi chúng con được sinh lại bởi làm con của chúng con được thẩm quyền, có quyền thắng trận. Ôi cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện cho tất cả những nhà lãnh đạo, những mục sư, nhà tiên tri, những linh mục, các giám mục ở trong công giáo đó Chúa ạ. Chúng con cầu nguyện cho họ. Ôi Chúa, người đó đã được Chúa sức dầu, đã tuyển chọn họ, thì nay con tin rằng Chúa sẽ mở mắt mở tai cho họ để nhận biết Ngài, để nhận biết tình yêu lẽ thật. Chỉ có lẽ thật mới giải phóng họ. Ôi chúng con cầu nguyện cho giáo sư của chúng con, là thầy dạy của chúng con, là lãnh đạo của chúng con. Ôi xin Chúa ban sức mạnh cho ông, để ông tiếp tục lo chúng con học tập trong cái thần học này Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, chúng con mỗi ngày được Chúa bày tỏ qua giáo sư Cường. Ôi xin Chúa chúc phúc cho ông đầy dẫy tình yêu của Ngài, đầy dẫy sức khỏe của Ngài cho ông Chúa ạ. Ôi cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện cho nhớ đến mục sư Hồ Việt Chúa ạ. Ôi xin xin Chúa ban cho ông có sức mạnh để ông chống cự lại những kẻ thù của ông, chính là ma quỷ đang chiến đấu lòng của ông. Và con tin rằng với sức mạnh của Ngài ở trên ông sẽ nhận được tình yêu là thật và chống lại những kẻ đang cứ chiến đấu ông. Chúa ơi, Chúa ơi, xin chúc phước cho ông, sức dầu, xin Chúa sức dầu cho ông để ông mỗi ngày được nhận ra đã thật của Ngài. Ôi Chúa, con cảm ơn Chúa, con dâng lên Chúa ông cho Ngài. Và con cầu nguyện cho mục sư Sunday Aradaja và mục sư Ruslan nữa Chúa. Ôi qua họ mà chúng con được nhận ra những tinh hoa, những bài học này, để chúng con mỗi ngày được lên thánh, được mỗi ngày được công nghệ làm người. Ôi cảm tạ ơn Ngài, qua họ chúng con nhận biết Ngài nhiều hơn nữa, con có bản chất của Ngài ở trong chúng con, để chúng con được Ngài sai đi đánh trận cho Ngài. Ôi chúng con cầu nguyện không còn gió, chúng con phải chiến thắng kẻ thù chúng con là ma quỷ. Ôi cảm tạ ơn Ngài cho chúng con được mạnh mẽ qua những sự học tập, chúng con được Ngài dạy dỗ cho chúng con để mỗi ngày chúng con được mạnh mẽ trong Ngài. Ôi chúng con chúc phước cho tất cả anh chị em chúng con làm mục sư tương lai, mục sĩ tương lai nữa Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.
Amen. 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 Con yêu. Chị em đang cầu nguyện trước đi nha. Chúc em cầu nguyện sẵn sàng cho bà. Các chú. Ở trong này. Như cha đã xây con trong thế gian thì con cũng xây họ trong thế gian. Con vì họ tự lòm nên thánh, họ cho họ lại nhờ để thật mà được thánh vậy. Ô cảm Chúa, vì cái sự kêu gọi của Chúa cho anh chị em mình được bày tỏ về việc trở nên giống Chúa trong lắng ngồi và cái chị muôn vật, nắm sự kêu gọi trong việc trở thành động quân đặc nhiệm của Chúa, thì nhờ vào cái việc mà chúng ta đồng ý, chúng ta tiếp nhận cái sự kêu gọi này của Chúa, mà khi mà chúng ta bắt đầu học, chúng ta bắt đầu làm việc với bản thân mình, bắt đầu được Chúa dạy dỗ, thì những cái điều đó nó khiến cho chúng ta ngày càng trở nên thánh. Nó như bài học chúng ta học về việc gọi là những cái ơn gọi, khi mà chúng ta làm đúng cái ơn gọi của mình thì những cái điều đó nó sẽ khiến cho chúng ta nâng cao gọi là cái đời sống chúng ta lên, khiến cho chúng ta gọi ngày càng tốt hơn đó. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Và cảm Chúa thì trong này Chúa dạy chúng ta về việc gọi là để mặc lấy bản chất của Ngài, là chúng ta làm cách nào để Chúa nhắc chúng ta là chúng ta phải ở trong Chúa, và làm sao đó để chính Chúa cũng ở trong chúng ta. Cảm Chúa thì hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các vị mục sư lãnh đạo, thì chúng ta cầu nguyện để cho họ được Chúa kêu gọi trong các chức vụ của họ, để họ thật sự làm đúng với cái họ được Chúa bày tỏ, để đúng với lại cái mục đích của cái mục vụ của họ, là mục vụ về sứ đồ, về tiên tri, về mục sư, giáo sư, người giảng tin lành, để họ thật sự làm đúng trong cái chức vụ đó, và không có nhờ cái sự gọi là nhờ cái việc của họ làm đúng với lẽ thật của Chúa, thì điều đó nó sẽ khiến cho họ ngày càng thật sự ngày càng trở nên nên thánh nhiều hơn, và họ ngày càng được trở nên trọn vẹn trong Chúa. Tâm cầu nguyện để những cái người sứ đồ tiên tri, cái các chức vụ về sứ đồ tiên tri, mục sư, giáo sư, nó cũng được cái gọi là cái sự giảng dạy đúng về cái mục đích của các chức vụ đó, nó cũng phải được bày tỏ ra một cách chính xác, để cho người ta không có nhắc là trong chức vụ sứ đồ tiên tri và chức vụ mục sư thì cũng không có gọi là đi vượt các ranh giới, mà gọi là đem cái chức vụ mục sư vào trong cái lĩnh vực không gọi là trong gia đình người khác, để gọi là lãnh đạo gia đình người khác luôn, hoặc là
ủng hộ mục sư trong các sự kêu gọi, giống như làm con, làm chồng, thì đi vượt rào như vậy. Thì chung dạy, nếu mà mình đi gọi là mình không hiểu được mục đích, mình sẽ lạm dụng cái sự kêu gọi đó. Cảm Chúa, con cầu nguyện. Cái lời Chúa đã chờ con cảm ơn rất nhiều vì cô Ngài ở cùng tất cả anh chị em con. Cô Ngài đã kêu gọi con trong việc ở trở nên đội quân đặc nhiệm của Ngài cha. Ô thông qua vì một sớm con sợ người đã được Ngài khởi xướng cha. Ô để đổ tất cả chúng con sợ, chúng con đều hiệp một trong cái sự kêu gọi của Ngài cha. Chúng con đều biết rằng cha, ô đây là cái ơn kêu gọi của Ngài chúng con cha. Ô và khi mà chúng con vâng theo Ngài cha, chúng con trung tín trong cái công việc này cha, ô nó khiến cho ô chúng con ngày càng ô được chú bày tỏ, ô để chúng con ngày càng hiểu hơn về cái mục đích của cái đội quân đặc nhiệm cha. Ô để rồi chúng con ô được đi đúng cái hướng đó cha. Ô chúng con có kế hoạch rõ ràng cha, có mục đích rõ ràng trong cái sự kêu gọi của chúng con cha về đội quân đặc nhiệm cha. Ô để rồi chúng con ô sẽ trở nên ô những con người đem những cái sự dạy dỗ về về những sự dạy dỗ về sứ đồ tiên tri, thầy giảng tin lành, mục sư và giáo sư, về những cái sự thay đổi về hội thánh toàn cầu, những cái điều đó chúng con sẽ bắt đầu phải học cách để đem những cái điều lẽ thật của Chúa được trình bày một cách rõ ràng trong các chức vụ này, trong việc làm sao thay đổi hội thánh toàn cầu để người ta biết rằng hội thánh của Chúa là cơ quan quyền lực cao nhất, là nơi đào tạo ra những con người mà thay đổi thế gian này cha, để đem nước trời vào trong thế gian này. Ôn cảm ngài nước trời được lao truyền cha, ôn cảm ngài rất nhiều Chúa con. Ô xin ngài hãy ở cùng tất cả anh chị em con, để chúng con biết trung tín, biết trân trọng và cảm ơn tất cả những người đã dạy dỗ chúng con cha. Để cho những gì mà họ đã được Chúa bày tỏ và đem những cái sự công việc của Chúa để làm việc trên mẫu chúng con, thì chúng con vâng phục theo đó cha. Khi mà chúng con vâng phục những người về mục sư lãnh đạo của mình cha, thì chúng con lúc đó chúng con vâng phục trên Chúa chúng con cha. Để đầu chính bản chất của Ngài sẽ ngày càng được thành hình trên đời sống con cha. Cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Xin Ngài cùng với lại những vị mục sư như sư Cường, sư Sinh Đai, sư Lúc Lan, những người đang ở trong những sự kêu gọi về sứ đồ tiên tri, về cả một sự cường thì cả về sứ đồ tiên tri, cầu xin Ngài hãy giúp đỡ, hãy thêm sức cho các vị mục sư xa, để rồi họ làm đúng với cái mục đích sự kêu gọi của Chúa xa, để rồi không có họ đi hay chặt khỏi cái mục đích của mình cha, để dành tất cả những sức lực, tất cả những công sức của mình vào trong cái sự kêu gọi của Chúa cha, để làm một cách tốt nhất trong cái sự kêu gọi của Ngài cha. Cảm ơn Ngài rất nhiều Chúa con. Xin Ngài ở cùng với tất cả vị sư lãnh đạo ở Việt Nam cha, để rồi họ thực sự là những người bắt đầu biết làm đúng chức vụ của họ cha, họ không có mềm yếu trước gọi là sự sai chọc trong thế gian này cha, họ không có gọi là trở nên đánh đổi lẽ thật của Chúa để gọi là phải chịu lệ trước những cái sự quyền lực của thế gian mà tối này cha. Xin Ngài giúp đỡ con để cho tất cả chúng con cha, những vị mục sư thấy được cha, khi mà những họ thấy được là khi mà thấy được kẻ thù mà nó ngày càng to lớn thì họ phải biết vui mừng vì cái kẻ thù mà ngày càng to lớn thì cái con mồi cái sự gọi là phần thưởng của họ nó sẽ cực kỳ lớn cha. Nên cầu xin họ thêm sức cho họ
hỏi thêm xin ngài hãy thêm sức cho những vị mục sư lãnh đạo Việt Nam xa ô để rồi họ biết mà ô dám nói ra thật của ngài xa ô dám mới làm đúng trách nhiệm là mục sư ô là công dân ô là còn là công dân của nước trời nữa xa ô cảm ơn rất nhiều chú cầu ô cầu xin ngài hãy khai phóng hãy để cho tất cả những sự giảng dạy ô của mục sư Cường Câu về những bài giảng để đánh động đến những người lãnh đạo ô những người được kêu gọi ô để nên thánh ô để được kêu gọi để rao truyền lẽ thật của Chúa họ được tỉnh thức trà ô để rồi họ họ nhận biết được cái sự sai lầm của mình nhận biết được những cái điều mà bấy lâu nay họ bị lừa dối ô cầu xin ngài hãy hủy phá tất cả những cái sự sợ hãi tất cả những cái sự lười biếng tất cả những cái sự gọi là bị ngu dốt ô trong tâm trí họ để cho họ được ô ánh sáng của ngài sâu sáng để ô nhận ra rằng ô mình là con cái của Chúa cha ô mình có một mình có những cái quyền năng mà Chúa ban cho ô để có thể đứng vào phía lẽ thật và chính lẽ thật sẽ giúp đỡ họ để họ không phải gọi là phải cúi hàng kém mà thờ gọi là phải chịu lễ trước những cái điều gian ác dạ ô xin ngài giúp đỡ ô tất cả chúng con cha giúp đỡ tất cả những người lãnh đạo ở Việt Nam con cha ô để đầu ô tất cả chúng con để được Chúa hướng dẫn và chúng con đi theo sự dẫn dắt của ngài cha con cảm ngài rất nhiều Chúa con ô xin ngài của tất cả anh chị em con cầu nguyện danh Đức Chúa Jesus Christ amen amen hallelujah tiếp tục anh chị em đoạn Gioan này ở đây Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật, như Cha đã sai. Chúa Giêsu trong thế gian thì Chúa Giêsu cũng sai các tông đồ trong thế gian. Đây thật sự qua cái đoạn Kinh Thánh này mình mới thấy được rằng cái chức vụ mà khi một cái đời sống của các thánh đồ từ lúc mà Chúa Giêsu chọn các ông từ ở trong thế gian ở trong các ngành nghề đánh cá và các ngành nghề thu thuế mỗi người mỗi ông có một cái ngành nghề khác nhau để mà ở với Chúa rồi được Chúa dạy dỗ trong cái thời gian 3 năm rưỡi như vậy chứng kiến được cái cảnh mà sự ăn với Chúa ở với Chúa ngủ với Chúa làm việc nhìn thấy cái sự thánh thiện của Chúa mà các ông đã tin rằng và sự dạy dỗ đó rồi Chúa Giêsu các ông cũng đã tin rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời nữa và nhìn thấy cái chứng kiến hết tất cả
cái cuộc đời của Chúa Giêsu và nhìn thấy cái cảnh chết và sống lại và lên trời, và sự dặn dò của Chúa để đổ Thánh Linh của Ngài xuống trên các ông, thì em thấy đây là một cái quá trình để mà các ông sống một cách mà mật thiết với Chúa, một cách tương giao mật thiết, thì cũng là một cái sứ vụ đó để mà cái lệnh truyền của Chúa ra đi, để Chúa nói rằng Chúa sai các ông đi để mà đem cái tin mừng vương quốc, và thấy được những cái gì mà Chúa làm thì qua các ông, thì cũng như vậy, như Chúa Giêsu cũng đã thấy được Chúa Cha làm gì và Ngài đã làm. Đó là cái điều mà Chúa trao ban cho các sứ đồ để mà tiếp tục cho tới ngày hôm nay, tiếp tục cho tới ngày Chúa trở lại. Thì đây là một cái quá trình em thấy nếu như mà một con người mà không có được cái mối tương giao riêng tư với Chúa đó, thì cũng tất cả những cái việc làm đó, nó chỉ là một cái công việc thôi, cũng rất là khó để mà những cái chức vụ giáo sư, mục sư, những cái chức vụ mà Chúa có để đặt ở trong hội thánh đó, họ chỉ làm giống như là một công tác thôi, chứ cũng không phải là đưa cho con dân của Chúa để gặp chính Chúa. Bởi vì nếu như những cái con người mà có cái chức vụ đó mà không gặp được Chúa đích thân, có mối tương quan mà để nên một, giống như là lời của Chúa Giêsu cầu nguyện đây, khi mà một con người đã được chính Chúa là lẽ thật, khi các tông đồ gặp gỡ Chúa, ở với Chúa ăn là Ngài là lẽ thật rồi, thì nếu như mà các chức vụ đó cho tới ngày hôm nay mà không có được ở trong Chúa là lẽ thật, rồi còn được có lời thật, rồi cũng như là mà cũng không phải giống như giống như thầy giáo dạy ở đây, cũng không phải vỏn vẹn ở một cái câu cuốn kinh thánh là lẽ thật đâu, còn bao trùm hết cả một cái vũ trụ này, Ngài phán ra bằng lời của Ngài nữa. Thành thử ra khi mà một người mà được tương giao với Chúa thì lẽ thật đầy dẫy để mà làm nên thánh và được nên một với Chúa Giêsu, như là Chúa Giêsu ở trong Cha và Cha ở trong Chúa Giêsu, và những cái con người được tương giao với Ngài và được tương giao với Ngài trước, rồi sau đó lại được cái chức vụ, thì với đem cái mối tương giao này và đem sự gặp gỡ này cho con dân Chúa, với cho con dân Chúa ăn uống đúng giờ, rồi chăm sóc chiên của mình như chính Chúa đã chăm sóc chiên của Chúa là các tông đồ đây. Đó, chỉ có một người, cái đội ngũ là một người đứa con hư mất thôi, còn ra đi, còn các tông đồ khác thì đã đi đúng cái con đường của Chúa. Và em cũng thấy được cái người mà khi mà đọc lời Chúa thì mình mới thấy được cái sứ đồ Phao-lô, và ông đã thấy được cái sự tỏ bày. Ông không có ở trong cái hàng ngũ 12 người được chọn, nhưng mà ông được sự tỏ bày trực tiếp của nơi Chúa đó, khi ông ra đi và để lại cho con dân của Ngài những cái lời ngay lẽ thật này. Thì qua cái đời sống của qua cái đời sống nhìn thì tất cả các sứ đồ kia cũng phải trả giá, cũng bị phải roi đòn, cũng rồi gọi là tự đạo cho Chúa như vậy. Rồi cho tới tông đồ Phao-lô, ông cũng đã dành hết cuộc đời của ông để mà biệt riêng, chỉ có con đường duy nhất là sống Chúa, nên một trong Chúa, và hy sinh hết cái đời sống của ông. Là ông biết ông làm việc cho ai, ông làm việc cho vương quốc. Thành thử ông không có coi cái đời sống hiện tại của ông là gì hết, bằng giá nào ông cũng phải cho đi đến khắp các nơi để mà đem cái vương quốc của Ngài, đem lời lẽ thật của Ngài và đem chính Ngài đến mà với những cái ông lập hội thánh như vậy. Thì nếu như mà một con người được tương giao với Chúa một cách đích thân, giống như bây giờ các mục sư, giáo sư hiện nay mà có một cái đời sống như vậy, thì thật sự hội thánh đó là hội thánh sạch rồi. Hội thánh đó là cũng là làm theo ý muốn của Ngài, được nên một với Ngài, và con dân
cũng được nên một như vậy. Thì như em ở đã ở trong cái một cái giáo hội nó tăm tối quá, không có biết lẽ thật, cũng chẳng có biết gì, nhưng Chúa cũng đã bắt đầu khơi dậy từ nơi đó để mà những cái năm sau này chúng em được đi tìm kiếm khát khao Ngài, cũng đã chạm tới lời và Chúa cũng cho có một cái mối tương quan tương giao với Ngài rất là gần gũi. Và từ cái điểm đích đó Ngài tiếp tục ngày điểm đó để Ngài khơi dậy cái tình yêu lẽ thật và đi tìm kiếm Ngài, rồi để mà cho tới ngày hôm nay để mà Ngài dạy dỗ như là các tông đồ cũng 3 năm trời ngồi với Chúa để Ngài Chúa cũng dạy dỗ rất là kỹ lưỡng như vậy, để rồi được đầy tràn Thánh Linh của Ngài rồi bắt đầu với sai đi. Thì em thấy nếu như một cái chức vụ mà các sứ đồ ở các mục sư hiện nay đó, em không nói tới cha đạo, nhưng mà với những cái mà mục sư giáo sư hiện nay ở trong cái Tin Lành Kháng Cách này mà và các hội thánh khác ở khắp nơi ở địa phương ở tứ gia địa phương và toàn cầu như vậy, mà đến ngày hôm nay nó đầy dẫy hết đủ các giáo lý như vậy, cùng những cái lời mà qua giáo sư dạy dỗ, mình mới thấy được rằng cái bóng tối, cái Satan mà con, những cái giáo lý mà con cái của Babylon nó đã nhét vô trong đó, để rồi những cái chức vụ thôi, chứ không phải là thật sự là môn đệ thật của Chúa đâu. Thì em mới thấy nó là cũng rất là đau lòng những điều đó. Và giống như hiện nay thì Chúa cũng cho chúng em nhìn thấy rõ bằng mắt thật ở gần ở đây, qua những cái lời của mục sư Hồ Việt đó, cũng chia sẻ đó, thì thấy được rằng ông cũng không thể nào đưa cho con cái, đưa cho cái con chiên để mà ăn uống làm sao để cho họ đích thân để gặp được Chúa. Thì nhìn lại chúng em cũng vậy, nếu như chúng em được Chúa gặp gỡ Chúa một cách đích thân, còn được Chúa dạy dỗ nữa qua những cái lẽ thật của Ngài, và giống như ở đây Chúa cũng đã làm nên một người thầy giáo ở đây để mà gặp gỡ được Chúa đích thân, được sống trong cái lẽ thật. Mà cái lẽ thật này Ngài cũng phải qua một cái quá trình để tẩy rửa, để mà chỉnh đốn lại thầy giáo. Thầy giáo cũng có kể ra là những cái thời gian đầu tiên cũng vấp ngã, cũng đi trong Chúa, cũng rất là nhiều cái điều mà để mà cho Chúa sửa dạy lắm. Nếu không thì cũng, nhưng mà ở đây là để chính mình cũng muốn để đi trong cái lẽ thật đó. Đó, thì ra những cái con người giống như bây giờ các mục sư giáo sư cũng có rất là nhiều cái điều mà sai, thì bây giờ Chúa đã phóng ra lẽ thật của Chúa đây rồi, rồi những cái bài giảng của giáo sư đã thảy ra đầy dẫy ra rồi. Nhưng mà nếu như một cái người hầu việc Chúa mà không có cái đức tính của Ngài để hạ mình và để đi tìm kiếm Chúa thật, để khao khát cho con chiên, khao khát cái gì trống rỗng trong con người của mình, hay là thảy ra thế gian thì bị thế gian nó cuốn rồi, cuốn đi hết rồi. Nếu mà không có được cái sự dạy dỗ và ở trong Chúa thì Chúa giống như là những con người đó ra thế gian thì thế gian cũng cuốn hút đi thôi. Thì qua cái đoạn kinh thánh này em thấy được rằng Chúa ơi, chúng con được tương giao với Ngài, còn được sự dạy dỗ của Ngài, được đánh Thánh Linh của Ngài. Chính vì vậy Ngài cũng để cho chúng con có một người thầy giáo để mà sống biệt riêng ra cho Ngài, cũng đã phải trải qua rất là nhiều cái biến cố cũng như sự thất bại trong cái đời sống trong tâm linh, để mà trả một cái giá. Cuối cùng ông phải trả một cái giá để mà được cái lẽ thật, để mà cũng lại sinh ra những cái đứa con ở trong lẽ thật như vậy. Thì đó là điều mà Chúa muốn. Thì riêng chúng em cũng vậy, và tiếp tục và hơn nữa
và hơn nữa để càng ngày càng tìm ở trong cái lẽ thật được Ngài làm nên thánh, thánh hóa. À. Và bên cạnh đấy thì ở đây thì Chúa Giêsu Ngài đang ngự ở bên hữu Chúa Cha. Ngài đang cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho những cái người con mà được nên một với Chúa đó, được đánh đồng với Chúa và được đi cái con đường hẹp, chọn cái con đường hẹp, dám biệt riêng trả giá để mà đi được lời của Ngài, lời chân lý, lời lẽ thật của Ngài, lời phán của Ngài đó, lời phán của Ngài để mà làm nên thánh mỗi ngày, biệt riêng ra cho Ngài. Để mà đi ra thế gian thì sẽ không có bị thế gian cuốn hút, nhưng mà khi mình được sự dạy dỗ và tương giao với Ngài thì mình bước ra thế gian thì mình mới làm cho cái nơi, cái lãnh thổ đó, cái nơi mà mảnh đất tan nát đó, để cho những dân ở trong đó thấy được rằng chính anh chị em mình là những người chính Chúa sai đi, chính Chúa sai đi đến nơi đây. Mình phải tỏ bày cái Chúa ra, mình là đại sứ của Ngài, mình đại diện cho vương quốc của Ngài. Em thấy nếu mà một người mà được huấn luyện và cả có cái tấm lòng yêu mến Chúa đó thì rất là tuyệt vời. Và em cũng nhớ lại Chúa nói cái ngày mà Chúa đến thì chắc chẳng còn ai mấy còn có đức tin, cái số lượng rất là ít. Rồi Chúa cũng hay nói cái dân sót lại. Thì mình nhìn đó thì mình cũng thấy dù sao thì còn Chúa cũng đã yêu thương cái đội từng anh chị em ở trong đội quân đặc nhiệm này quá. Thì Chúa sẽ dùng anh chị em mình nhìn ra cái điểm đó để mà không phải là đứng lặng yên hoặc là xót xa gì, nhưng mà càng để mà cho Chúa sự dạy tiếp cùng và trang bị và có mối tương quan với Ngài càng ngày càng hơn, nhận biết Cha, nhận biết mình và được đánh đồng với Chúa Giêsu, được nên một với Cha trong Chúa Giêsu và được mạnh mẽ bởi Đức Thánh Linh của Ngài để mà một cái trận chiến sau này để tin mừng vương quốc của Ngài được lan ra. Em cảm tạ ngợi khen Cha. Em xin dâng lời cầu nguyện. Ô trời, ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo tâm linh, các chức vụ, mục sư, giáo sư, các nhà tiên tri, các sứ đồ, tất cả đó là những con người mà đại diện cho vương quốc của Ngài, đại diện cho vương quốc của Ngài. Những con người đó phải sống lẽ thật nữa Chúa ạ. Và đó là cái điều mà Chúa muốn cho chúng con. Chúng con phải sống lẽ thật và lẽ thật tẩy rửa chúng con mỗi ngày Chúa ơi. Thì khi chúng con sống trong lẽ thật là chính Chúa thì chúng con với đem với cho những con chiên để gặp gỡ được Chúa đích thân Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện cho họ, xin ra vào những cái thời kỳ cuối cùng này, xin Ngài độ thần và Ngài mở mắt họ bằng cách nào của Chúa để thức tỉnh họ, đức thức tinh tỉnh những nhà lãnh đạo, những giáo sư, mục sư, để đừng sinh ra những giáo sư, mục sư giả nữa Chúa ơi. Chúa ơi, xin Chúa thương đến họ như Chúa đã thương yêu chúng con đây. Chúa đã chăm lo cho đời sống của chúng con. Chúa muốn cho chúng con được ăn những thức ăn thiêng liêng, thức ăn tinh khiết của Ngài và thức ăn cứng nữa Chúa ạ. Để cho chúng con thành nhân trong Ngài, để chúng con có một đức tính ở trong Ngài, để Ngài sử dụng chúng con và qua chúng con sẽ có những hạt giống và có những cái hạt dòng giống thánh. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa bởi vì Chúa yêu thương chúng con và chúng con cũng cầu nguyện cho hội thánh, cho mục sư Sunday Alaja. Ông cũng đã phải đổ mồ hôi, đổ nước mắt, và cho đội ngũ của ông là những con người trung tín với ông trong những cái cuối cùng này, và trong đó có người thầy giáo của chúng con để cho dạy dỗ cho chúng con, để cho chúng con cũng biết được cái thẩm quyền, sự trật tự của Cha trên trời như thế nào, ở trong Chúa Giêsu ra sao, mà chính Chúa Giêsu cũng phải vâng phục cái thẩm quyền đó, vâng lời cho đến chết. Chúa ơi, thì đời sống của chúng con ở trong Chúa Giêsu, chúng con cũng có sự vâng lời như vậy.
một sự trật tự để mà Chúa đổ ân điển của Ngài xuống trên đời sống của chúng con, trật tự từ trên cao đổ xuống trên đời sống của những người mà vâng lời Ngài. Xin Chúa cũng đổ thần của Ngài đầy dẫy trên người giáo sư của chúng con, để ông có sống trong cái đời lời ngay lẽ thật, để mà có một chương trình rất là rõ ràng, chương trình tương lai cho Việt Nam của chúng con. Chúa ơi, tất cả cái đó là ông đã cũng phải trả giá để mà có một cái chương trình này cho dân của Ngài, cho những người mà chức vụ ở trong Hội Thánh Chúa, để nhìn ra. Chúa ơi, Chúa khơi dậy cho những chức vụ của Hội Thánh ở Việt Nam bằng cách nào đó, để họ hạ mình khiêm tốn để nghe được lời của Thánh Linh phán qua người giáo sư của chúng con. Bởi vì những cái video clip này đã đầy dẫy trên mạng rồi, Chúa ạ. Chúa đã tìm đủ mọi cách hết, tìm đủ mọi cách để mà Chúa yêu thương dân của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa làm cho tấm lòng của họ mềm mại lại. Chúa đập, Chúa là tảng đá để phá đổ hết tất cả những cái trái tim bằng chai đá đó, để mà đặt để một trái tim bằng thịt và đổ thần của họ, của Chúa xuống trong những cái thời kỳ cuối cùng này, để họ vực dậy biết bao những linh hồn ở trong tay của họ. Chúa ơi, những linh hồn đó là con chiên mà sẽ bị hư mất, nhưng thời kỳ cuối cùng này, xin Chúa vực lấy tất cả những con người, giáo sư, mục sư và các nhà truyền giảng như vậy, để giảng về, để công bố lời lẽ thật của Ngài, để họ con dân Ngài được cứu. Chúa ơi, không những như vậy, giờ đây chúng con nhìn thấy điểm đó để mà chúng con biết làm việc với bản thân của chúng con, bởi vì Chúa đã cho chúng con là những người con trưởng, để mà được lớn lên và biết lãnh nhận, biết lãnh cái trách nhiệm về mình, để mà phục hồi lại những cái mảnh đất mà đã thế gian đã làm tan nát. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con nhận ra được cái điểm đó, để mà chúng con đứng vững, không những mà cho các hội thánh, cho các chức vụ của những nhà lãnh đạo trong hội thánh cũng nhận biết Chúa càng ngày càng hơn. Như chúng con đây, chúng con cứ nhìn như vậy và chúng con biết ơn Ngài, chúng con biết nhận biết cơ nghiệp của chúng con nữa, Chúa ạ. Cơ nghiệp của chúng con là chính Chúa, thì Chúa cũng tỏ cho các nhà lãnh đạo biết được cái điểm đó. Tại vì tất cả những điều mà Chúa đã tỏ bày hết trong lời ngay lẽ thật của Chúa rồi, chỉ cần có một mối tương giao và tìm kiếm mặt Ngài thôi, Chúa ạ. Tìm kiếm mặt Ngài, họ sẽ nhìn thấy tất cả những cái sự đầy dẫy của Chúa cho họ, để họ chính họ được và cho con dân của Chúa được. Chúa ơi, tất cả những điều mà Chúa đã trang bị cho chúng con, những công cụ để làm cho chúng con được nên thánh, thì những điều đó cũng đã đầy dẫy ở trong lời của Ngài, trong lẽ thật rồi. Chúa ơi, chúng con cảm tạ, ngợi khen Chúa. Chúa đang trang bị cho anh chị em của chúng con trong cái chức vụ truyền giảng này, để cho chúng con đem chính Chúa giảng, đem chính Ngài, cho con dân Ngài được gặp chính Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ, ngợi khen Chúa vô vàn. Chúa đã trang bị cho chúng con, khi được chúng con được sinh lại trong tâm linh, thì linh hồn của chúng con, thân thể của chúng con được thuộc trọn về Ngài rồi, thì chúng con cũng đem cái tình yêu đó, đem những điều mà Chúa đã đang trang bị cho chúng con ngày càng hơn, để mà cho chúng con có tất cả những sự mà trang bị của Chúa, những công cụ Chúa giúp cho chúng con nên thánh, để mà cho chúng con luôn sống ở cái con người mới, và để cho chúng con có đầy dẫy quyền năng và là con trưởng nam, cũng như là những cái cây gậy sắt mà Chúa ban cho chúng con, để mà chúng con không dám chối từ. Chúng con càng ngày để mà biết huấn luyện, để Thánh Linh của Ngài huấn luyện cho chúng con, để mà cho chúng con đánh trận những thời kỳ cuối cùng này, để mà qua chúng con Chúa làm sạch hội thánh, Chúa làm sạch những con cái, ý những con người mà đứng lãnh đạo đó phải được làm sạch, Chúa ạ. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ, ngợi khen Chúa. Giờ đây Chúa đã cho chúng con thấy được rằng cái thức ăn mà các mục sư, giáo sư đây cho con dân của Chúa, những ăn những cái thức ăn mà của con cái Babylon, thì trách nhiệm của chúng con là phải dùng thẩm quyền mà Chúa ban cho chúng con để moi hết tất
sạch những thức ăn dơ bẩn đó ra để nhét vào họng của họ, vào lời ngay lẽ thật của Hạ, lời chân lý của Ngài đây, để nhét vào trong bụng và tâm linh của họ, để họ được sống lại, họ không còn mù lòa nữa, Chúa ơi. Về thời kỳ cuối cùng này, Chúa làm một trận lớn đó qua chúng con, để được bừng dậy cho những tất cả các lãnh đạo đó phải đứng đúng theo cái vị trí của Chúa. Còn nếu không thì Chúa sẽ bị, như họ sẽ bị những cái roi đòn thật lớn của Chúa. Chúa ơi, đây là thời gian còn lại để mà Chúa thức tỉnh họ, lòng thương xót của Chúa. Chúa ơi, con cảm thấy được lòng thương xót của Chúa vô biên vô cùng, và sự công chính của Ngài cũng có cơn thịnh nộ của Ngài nữa. Chúa ơi, có lề luật của Ngài, sự trật tự của Ngài nữa. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con nhận biết được điều này, để chúng con lãnh trách nhiệm của chúng con trên chúng con, và xin Chúa cũng tỏ bày cho các nhà lãnh đạo được nhận ra được điều này. Chúa ơi, xin Ngài chúc lành và chúc phúc, và tiếp tục đổ thần của Ngài cũng như sự chăm sóc của Ngài, tình yêu của Ngài xuống trên người thầy giáo của chúng con, trên sứ đồ Sunday Alaja, trên mục sư Rosan, và trên đội ngũ của ông đang dạy dỗ cho chúng con những lời ngay lẽ thật này, và lòng của chúng con cũng mở ra, hạ mình khiêm tốn và chăm chỉ bằng cái đức tính của Chúa, để cho chúng con được trang bị, để khi chúng con ra đi thì chúng con đem những cái lời lẽ thật, lời chân lý của Ngài cũng như chính Ngài đến với họ. Bởi vì Chúa đã yêu thương chúng con, cho chúng con được nên một ở trong Chúa, nên một được trong Cha, và quyện vào tình yêu của Thánh Linh của Ngài. Ô Cha ơi, chúng con cảm tạ, ngợi khen Cha, trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Hương. Em Thủy ra, em Thủy ơi. Dạ. Em nhận lời cầu nguyện nha. Bài này nhé. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đồ, ở cho các môn đồ của Ngài trước khi Ngài về với Cha. Ngài thiết tha thống thiết và cầu nguyện để xin Cha gìn giữ các môn đồ của Ngài. Thì qua cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu này, thì em cũng đặt để cho tất cả anh chị em của mình, và bản thân em, người đội quân đặc nhiệm, và tất cả các nhà lãnh đạo, cũng xin mà như Chúa Giêsu cũng đang cầu nguyện, cầu thay cho tất cả những người mà chính Chúa Ngài đã thánh, Ngài đã hiến, đã thánh hiến chính Ngài, như Cha đã sai Ngài, thì Ngài cũng sai họ đến thế gian này, và họ đã cầm được lời lẽ thật trong tay rồi, mà vì yêu thế gian mà họ đã, vì những cái ham muốn lợi lộc mà họ đã bẻ cong lời của Ngài, và lấy dùng lời của Ngài để hao túng và làm lợi ích cho riêng mình, nó không có đi đúng cái sự trật tự của Chúa. Cảm ơn Chúa Ngài cho các anh chị em của mình nghe được những lời chân lý của Ngài một cách chân thật, bằng cả tấm lòng đơn sơ đón nhận và ăn, và được Chúa sai thầy giáo tới để mà những thức ăn cứng thì qua thầy giáo để lọc, để mà gọi là móm cho ăn từ từ, những nhai lại xong rồi bắt đầu thải ra, và cho những cái ví dụ rất là giang hồ dễ hiểu, để cho mình vừa vui vừa suy ngẫm, để mình nghe này, mình nghe đó không phải để cười mà vui, mà nghe để suy nghĩ lại, để mà đúng là những cái lời mà Chúa dạy cho mình qua người lãnh đạo trên mình này, là thầy giáo, để cho mình được thánh hiến thật sự, được trưởng thành cho sự nên thánh thật sự, chứ không phải theo kiểu hình thức và kiểu tôn giáo nữa, mà giờ thật sự là để cho Ngài huấn luyện cho mình trong ngày sau đó này, để Ngài Ngài cũng để cũng được dâng lên Ngài, để thánh hiến chính mình cho Ngài, để Ngài sử dụng và sai đi.
để làm cho tất cả anh em của mình là những người đang lãnh đạo trong những hội thánh đang bị vô tù Babylon, cũng họ cũng sẽ được giống như mình và được hơn mình nữa. Nhưng mà còn lạy Cha Chí Thánh, con cảm tạ chúc tụng ngợi khen Cha là Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con. Cảm ơn Cha, Cha đã yêu thương chúng con và đã biệt riêng chúng con ra khỏi lối sống của thế gian và cho chúng con mỗi ngày được trở nên sống thánh khiết và biệt riêng ra cho Ngài, và nhờ Thánh Linh trợ giúp cho chúng con để chúng con được nên thánh mỗi ngày trong sự nhận biết ý muốn của Cha, như Chúa Giêsu, như Cha đã sai Chúa Giêsu đến thế gian này để chúng con nhận biết Ngài, và chính Chúa Giêsu cũng tiếp nhận chúng con là một sứ đồ của Ngài, và Ngài cũng đang huấn luyện và dạy dỗ chúng con trong cái trường của Ngài là đội quân đặc nhiệm này qua người thầy giáo mà Chúa đã chỉ thị dạy dỗ chúng con, để qua Ngài đã thánh hiến vì chúng con rồi thì chúng con, chính chúng con cũng phải thánh hiến vì danh Ngài. Thánh hiến ở đây rằng là chúng con được sự dạy dỗ của Ngài và được sự sai phái của Ngài để ra đi, để ra đi ở những nơi mà chúng con thấy đau đớn và đã đổ nát, và chúng con đã từng ở trong những sự đổ nát đó, sự hôi tanh đó, sự rác rưởi đó, và giờ đây chúng con đã được Ngài tách chúng con ra một nơi biệt riêng nên thánh cho Ngài, và được sự dạy dỗ theo nguyên tắc giá trị hệ thống tin mừng vương quốc của Ngài, để chúng con cũng trở lại những nơi đổ rác đó, rác rưởi đó, để chúng con cũng được phục vụ cho những anh em của chúng con. Rồi ngày hôm nay chúng con lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Ngài cầu nguyện các sứ đồ, Ngài cầu nguyện xin Cha gìn giữ họ trong danh của Cha mà Cha đã ban cho Chúa Giêsu, để mà tất cả nên một với Ngài, với Chúa Giêsu và với Cha nữa. Chúa là chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả các nhà lãnh đạo, nhờ các nhà truyền giảng, giáo sư, mục sư, tiên tri, sứ đồ, và cũng như các cha đạo, xin Ngài cũng thánh hiến họ, xin Ngài cũng lấy lời lẽ thật của Ngài để mà thánh hiến họ, lời Cha là sự thật, và gìn giữ họ để họ cũng nên một với chúng con và nên một với Cha và với Chúa Giêsu. Rồi cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài đã truyền hết tất cả những gì mà Ngài đã nghe từ Cha để cho dạy dỗ chúng con. Giờ đây chúng con cũng cầu, hôm nay chúng con nhớ tới người lãnh đạo mục sư Việt. Chúa ạ, trưa nay con chưa có cơ hội để cầu nguyện cho mục sư Việt. Chúa ơi, trên bước đường mà theo Ngài, tất cả mọi sự xảy ra không ngoài ngẫu nhiên, để Ngài dạy dỗ cho tất cả những người mà Ngài Ngài thương, để Ngài thương thì Ngài cho roi cho vọt, Ngài dạy dỗ để chúng con được nên trưởng thành. Chúa ơi, trong những lúc mà gặp những khó khăn gian truân này, vị Chúa Ngài bảo vệ tấm lòng của mục sư Việt, và Chúa ơi, con cảm ơn Chúa Ngài cũng gửi mục sư Việt đến với anh chị em của chúng con ở đây. Vị Chúa Ngài cũng ban lời của Ngài trên môi miệng chị Hương và tất cả các anh chị ở đây, để cũng truyền ra tin lành vương quốc của Ngài. Chỉ có tin lành vương quốc của Ngài mới tồn tại tất cả điều hư nát, Chúa ạ. Và để cho ông nhận biết, nắm vững tin mừng vương quốc của Ngài, và đẳng cấp được trở nên giống bản chất của Ngài, và mới có cơ hội được vào vương quốc ngàn năm, Chúa. Còn những thứ khác là điều hư nát, Chúa. Xin Chúa gìn giữ tấm lòng của ông, và xin Chúa cho chúng con lời của Ngài để chúng con cũng biết khuyên nhủ và có sự truyền đạt những gì đó để giúp cho mục sư Việt, Chúa ạ. Và con cũng cầu nguyện cho những đội ngũ của ông và những người trưởng lão, Chúa ạ. Như chúng con đã được dạy dỗ là biết tôn kính người lãnh đạo trên mình, Chúa ạ. Dù họ có lõa lồ, có bị vấp phạm như thế nào, bởi vì
tất cả chúng con đây, dù có ở chức vụ nào, chúng con cũng đã mang, chúng con mang thân phận là một con người, Chúa ạ, để biết rằng là chúng con không nên mặt, Chúa ạ. Và Chúa biết, chúng con biết rằng dù cho những người có người lãnh đạo như thế nào đi nữa, chúng con cũng lấy tình thương, chỉ có tình thương là cái mối dây tuyệt vời và được siết chặt cái tự dây, mối dây đó là tình yêu thương để bao phủ lấy nhau, Chúa ơi. Xin Chúa cũng đến với hãy đến, Chúa ơi, Chúa đến và viếng thăm cái cô trưởng lão để mà cũng không còn cay đắng với 10 mục sư Việt nữa, Chúa ơi, để biết rằng là dù trên mình là một người lãnh đạo có thể nào đi nữa, cũng lấy tình yêu thương mà bao phủ nhau, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa cho chúng con nhìn thấy hết tất cả những cái sự xảy ra như vậy là một bài học cho chúng con, để cho chúng con đây là những người đội quân đặc nhiệm, dù ở trong hoàn cảnh nào chúng con cũng có một dây liên kết tuyệt hảo cùng với người thầy giáo và các anh chị em của chúng con, là mối dây liên kết tuyệt vời nhất là tình yêu thương, Chúa ơi, để lấy tình yêu thương mà bao phủ lấy nhau hết, Chúa ạ. Cảm tạ người khen Chúa và nguyện Chúa này chúc phước đến cho tất cả những đội ngũ mục sư mục sư Sơn Đầy đã và gia đình của ông, vợ của ông và con cái của ông, ông đã vì danh Chúa mà cũng thánh hiến cho tất cả những người như chúng con đi sau này, để mà ra những bài học đầy giá trị và cho người giáo sư của chúng con đây nữa. Vị Chúa ngài chúc phước xuống trên gia đình mục sư Sinh Đầy, mục sư Rút Lan và người giáo sư của chúng con, và bổ sức cho các ông để các ông có thêm nhiều sức mới để tiếp tục ở với ngài, có những khải thị mới để truyền tải và cho những con dân Chúa được ăn những thức ăn sạch, những thức ăn mà có được sát gần với thần linh, được ở với ngài và để được ngài chỉ thị và soi đi những nơi mà chúng con đã nhìn thấy anh em của chúng con đang bị mắc kẹt, bị vô tù trong Babylon, Chúa. Chúa ngài thương xót hết tất cả các cha đạo cũng như những người lãnh đạo đang bơi trong, còn đang bơi con trong thế gian, Chúa. Xin Chúa hãy mở mắt họ, mở tấm lòng của họ ra để đón nhận lời chân lý lẽ thật của ngài, để chính lời của ngài để thánh hóa họ, thay đổi tâm trí của họ, Chúa. Con nhân danh Chúa Jesus Christ, con cũng đập nát hết tất cả con người cũ của họ, con chà nát tất cả những con người cũ, những người mà lãnh đạo trong các hội thánh đang là nhảy, đang là có những cái tà ý để mà cào lông chiên những chiên của Chúa. Chúa ơi, con nhân danh Chúa Jesus Christ, con chà nát hết tất cả những người lãnh đạo đó, con bắt trong danh Chúa Jesus Christ, con bắt họ phải câm miệng và không được giảng dạy những giáo lý giả dối, giáo lý sai lệch, là bắt họ phải câm miệng và không được nói những lời mà không phải từ nơi Chúa xuất phát, từ nơi Chúa, Chúa ạ. Nguyện Chúa ngài trong những ngày sâu sót này, ngài sẽ lật tẩy hết, như ngài đã vào nhà hội và đã lật đổ hết tất cả các bàn, những sự buôn bán, tại vì nhà của cha hội thánh của ngài là nơi mà để cầu nguyện và tương giao với ngài, và nơi quyền lực tối cao, chứ không phải là nơi mà hang hố, những nơi mà chất chứa những sự tà dâm với nhau như vậy, Chúa ạ. Nguyện Chúa ngài cũng dùng roi và đánh hết và lật đổ, lật tẩy hết những các bộ mặt của các cả các lãnh đạo, các sứ đồ, các cả những các chức vụ mà ngài đã trao cho ai, Chúa ạ. Xin Chúa hãy lật tẩy hết tất cả các cái mặt nạ, để mà ban mặt nạ đó ra, để bởi vì tất cả những gì mà lộ ra trong sự sáng thì trở nên sáng, Chúa ạ. Còn nếu mà tối tăm thì trở nên là những kẻ đã tử thần trong sự tử vong, Chúa ơi. Chúa nói hãy trỗi dậy đi nào và đứng Christ đã chiếu sáng ngươi, Chúa ạ. Nguyện Chúa, nguyện sự sáng phục sinh của ngài hãy chiếu sáng và làm cỏ và lật tẩy hết tất cả các hội thánh, lật tung ra và cho họ nhận biết ngài, Chúa ạ, và biết cái sự thất bại để đầu phục ngài, Chúa ạ. Sự thất bại để đầu phục ngài, Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa tất cả những chức vụ và những chức năng đó là để mà ngài trao ban, đó là để lợi ích vì cho hội thánh ngài, cho những chi thể trong thân thể của ngài phải được trở nên cứng cáp và khỏe mạnh, Chúa ơi. Chúng con cũng cùng với Đức Thánh Linh, chúng con
cũng những chi thể đó là những anh em của chúng con. Chúng con tất cả những chi thể đó mà đau thì toàn thân được bị đau đớn Chúa ạ. Bởi vì thế chúng con đau những giọt nước mắt. Chúng con cầu nguyện và chúng con cảm động vì vì nhìn thấy những sự đổ nát đó, những cái chi thể đó đang bị bệnh hoạn thì thân toàn thân bị đau Chúa ạ. Chúng con cũng đau. Chúa ơi, Chúa cũng sai chúng con đi để gắn những chi thể đó để được trở nên cứng cáp, khỏe mạnh như chúng con đây, để cho toàn thân của Ngài được toàn vẹn Chúa ạ, toàn vẹn, và được Cha tôn vinh nơi Chúa Giêsu, và chính Chúa Giêsu được tôn vinh nơi các hội thánh là vợ của Ngài Chúa ạ, qua tất cả các lãnh đạo. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Ngài đã trang bị cho tất cả anh chị em của chúng con là với mục đích là mục đích của Ngài, chủ đích của Ngài, chứ không phải là ý muốn của chúng con. Mà ý muốn của Ngài là làm cho mọi tất cả các nơi được nên trọn vẹn Chúa ạ, được thánh hiến và nên trọn vẹn như chúng con hiện giờ Chúa ạ. Cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa. Nguyện Chúa chúc lành và chúc phước và gìn giữ tất cả anh chị em của chúng con, đặc biệt là sức khỏe của chúng con càng ngày càng khỏe mạnh và kiên cường và đứng vững trong những ngày cuối cùng, để chúng con hơi thở và sức lực, tất cả mọi tài năng, tài nguyên, mọi điều mà Chúa cho chúng con để chúng con dâng hiến cho Ngài và chu toàn những chức vụ mà Ngài giao phó cho chúng con trên đất này. Và con cầu nguyện với Cha trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị em, cảm ơn em Thủy. Chúa chữa lành hoàn toàn cho em Thủy nha. Chúc mừng Jesus Christ. Đoạn kinh thánh mà anh chị em vừa đưa ra đấy, tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Ở trong cái bản dịch tiếng Nga đấy, ở câu 19 thì nói là con vì họ tự làm nên thánh. Cái tự làm thánh là biệt riêng đấy, nhưng mà ở bản tiếng Nga dịch là con dâng mình cho sự hầu việc Ngài trong danh của họ, để họ cũng có thể dâng mình hầu việc Ngài qua lẽ thật. Cái Chúa làm mẫu, Chúa làm gương ấy, là làm nên thánh, tức là dâng mình để phục vụ Chúa, phục vụ Chúa Cha, để làm gương cho các mục sư ấy, hay là những người nghe Chúa đấy, cũng dâng mình để hầu việc Ngài. Trong câu 22 ấy, nói đó là con đã ban cho họ sự vinh hiển như Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Rồi con đã tỏ danh Cha cho họ, con sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng tình yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Sakadabara sakadabara yurusu. Đây, tôi muốn này, chúng ta cầu nguyện này, để cho những cái lãnh đạo mục sư con cái Chúa, những người mà nhận biết Cha đấy, họ được vinh hiển. Amen chị em. Vì công thành nó rõ ràng là Chúa muốn là chúng ta cầu nguyện cho họ được vinh hiển đấy, để họ được vinh hiển. Để Chúa nói lên rồi câu 22 là con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Mà tức là khi cái người đấy họ nhận được Chúa nhé, họ trong Chúa thì Chúa vinh hiển đấy, thì họ cũng phải vinh hiển. Amen chị em. Mà khi họ vinh hiển ấy, thì tại vì họ là cái phần nhìn thấy của Chúa Trời. Chúng ta cũng học bài học rồi đấy, là họ là mặt nạ của Chúa Trời mà. Tức là họ, người ta có nhìn thấy Chúa đâu, họ không hiểu được. Thế nhưng mà những cái người đấy họ cần được vinh hiển, không phải để cho họ đâu. Tại những người hầu với Chúa họ hiểu, hầu với Chúa thực sự ấy, họ hiểu là không phải vinh hiển cho họ. Mà Chúa làm cho họ được vinh hiển ấy, để người ta thế gian họ nhìn thấy, họ mới ngắm xem, họ mới đến được. Chứ bằng không ấy, nếu mà không vinh hiển ấy, thì không ai nhìn thấy họ đâu cả. Amen chị em. Vì Chúa nói câu 19 ấy, là Chúa đã làm mẫu cho họ, thật là Chúa vì họ đấy mà tự làm nên thánh, tức là vì họ mà dâng mình để hầu Chúa Cha, vì họ đấy biệt riêng ra cho Chúa đấy, cho Đức Chúa Cha đấy, thì hầu cho họ đấy cũng biệt riêng ra để mà phục vụ Chúa Cha. Chúa sắc đã bắt đầu như Cha đã sai con trong thời gian thế nào thì
con cũng sai họ trong gian thời đấy. Ô rus kadabi ô chú rất nhiều ô giờ về về chú dương trình từ mục sư lãnh đạo thông tin chúng con cho đặc biệt sư đồ trưởng samaraja ô rus gia đình của ông mục sư bố chú ơi shakadabi yuro mục sư ruslan gia đình của ông shakadabi các mục sư ô trong hội đồng sư đồ ô là mục sư natasha patpaiva mục sư chavane saik mục sư ganoka yuri ô rus kadabi tất cả mục sư của đại sứ quán nước chúa ấn với dân tộc chúa cả con nữa chú ơi shakadabi tất cả mục sư đương nhiệm chúa ô rus Chúa ơi, ô chính ngài đã sai được chú con đến thế gian, Chúa ạ. Ô và chú con ơi, ngài cũng sai tất cả những mục sư chúng con đến thế gian, Chúa ạ. Ô đặt bàn để hầu việc ngài, để làm mặt nạ cho ngài, Chúa ơi. Sakadabra để bày tỏ, ô ngài đã cho thế gian biết, Chúa ơi. Sakadabra chính Chúa Jesus Christ, ngài đã vì những cơ mục sư đó, Chúa ạ, để biệt riêng mình lên làm nên thánh, để dâng mình ô hầu việc Đức Chúa Cha, Chúa ạ. Ô đã sẽ để làm gương mẫu cho họ cũng biệt riêng ra cho ngài, ô qua lẽ thật, qua lời ngài, qua thánh linh của ngài, Chúa ơi, mà cũng biệt riêng ra hầu việc Chúa. Shakadabrasa cũng chẳng vì cớ những người đến thôi đâu, Chúa ạ, nhưng vì cớ những người sẽ nghe lời họ mà tin đến Chúa con nữa, Chúa ạ. Orasa để cho tất cả mọi người đều hiệp làm một như ngài mong muốn, Chúa ơi. Orasa Kadabrasa, chính vì cớ đó Orasa mà Chúa con đã ban cho mục sư sự vinh hiển, Chúa ạ. Ô vì vậy trong danh Chúa Christ Shakadabrasa, chúng con cầu xin Chúa để sự vinh hiển ngài được tố lộ một cách rõ ràng, Chúa ạ, trên đời sống của mục sư chúng con, ô trên sứ đồ trưởng Sandraja, ô trên mục sư Ruslan sẽ bốc cho trên tất cả mục sư lãnh đạo thuộc linh chúng con, cha ơi, ô để tất thể mọi người họ nhìn thấy điều đó, họ nghe lời của họ, Chúa ạ, mà tin đến Chúa Giêsu nữa, Chúa ạ, để tất thể mọi người đều hiệp lại thành một, Chúa ạ, như Chúa Cha trong con và như Chúa con trong Chúa Cha vậy, Chúa ơi. Ô ra ô trong tên Chúa Christ chúa này, xin ngài ô để sự vinh hiển mà ngài hứa đã ban cho họ, Chúa ạ. Ô được lộ ra, Chúa ơi, được lộ rõ ra. Ô ngài nói rằng ngài đã ban cho họ sự vinh hiển mà Đức Chúa Cha đã ban cho ngài của Chúa Giêsu ơi. Ô rasakada Chúa ơi, hãy lộ rõ sự vinh hiển của ta, Chúa ạ. Ô rasakada như ngài đã ban thế gian con một của ngài. Ô rasakada như nhiều người chưa nhận ra được con đó, mặc dù ngài đã ban rồi, Chúa ạ. Thì cũng vậy, ngài đã ban sự vinh hiển đó cho những người yêu mến hầu việc ngài rồi, Chúa ơi. Ô thì ngài hãy làm lộ rõ cái vinh hiển Urasakada đó ra, Chúa ơi. Sakada trên đời sống mục sư chúng con, trên chức vụ họ, trên các bài giảng họ, Chúa, trong mọi công tác họ, Chúa ơi. Urasa để tất cả mọi người họ nghe, họ nhìn, họ thấy, Chúa, ngắm xem vinh hiển của ngài, cha ơi. Sakada balam duru để họ đến cùng với cha, để họ nghe lời ô của các mục sư chúng con, các lãnh đạo thuộc linh đó, Chúa ô, mà tìm đến con, mà tin đến Đức Chúa Trời con, Chúa Urasa, mà tin Chúa Giêsu nữa, Chúa ơi. Sakada balasakada để hết thảy đều được cứu, để hết thảy được hiệp lại trong ngài. Urasakada barabudu urusakada barabudu barasaka urusakada, Chúa ơi, ô trong danh Chúa Jesus chúng cầu nguyện, ô để sự tỏ bày tái bày ngài ra, Chúa ạ, trên cá nhân đời sống của từng mục sư chúng con, từng ô sứ đồ, từng tiên tri, ô của hội thánh đại sứ quán nước trời dân tộc, hội thánh trời thương, Chúa ơi, Chakada để họ nhận biết ngài. Ô đã sợ vì ngài đã ngài tỏ danh ngài ra cho họ rồi, Chúa, ngài còn sẽ tỏ ra nữa, Chúa ơi. Urasakada bắt đầu ngài còn sẽ tỏ ra nữa, ô hãy tỏ thêm, Chúa ạ. Và tất thể mọi sự bày tỏ của ngài là sự vinh hiển mà ngài để trên họ, Chúa ạ. Ô sự bày tỏ ngài ra cho họ, Chúa ạ, là hạt giống ô mà những mục sư đó có ân điển để mà suy gẫm cái hạt giống đó, Chúa ạ, để cái hạt giống ô về lời ngài, hạt giống lẽ thật đó của ngài, Chúa ạ, đâm chồi mọc rễ trong họ và lớn lên cái bông trái ô và đến kỳ tỏa ra vinh hiển, Chúa ạ. Sakada nên mọi sự tỏ ra của ngài, Chúa ạ, mọi lời ô của ngài, mọi sự bày tỏ của ngài, nơi ký niệm của ngài, Chúa ạ. Hãy đầy ân điển, ô để sự bày tỏ kinh nghiệm đó, Chúa ạ, ô để thành hình vọc dạng, Chúa ạ, ô ra xa để tất thảy khải tượng, ô các mục sư chúng con, tất thảy những cái điều mà ngài đặt để trong lòng họ, Chúa ạ, đây là chẳng phải vì cớ họ đâu, Chúa ạ, nhưng vì cớ thế gian hư mất này, vì cớ những người ô mà ngài đang nóng lòng mong chờ, Chúa ạ, vì cớ các tạo vật, Chúa ạ, mà đang nóng nảy trông đợi con cái Đức Chúa Trời được bày tỏ ra, Chúa ơi. Ngài mong muốn điều đó, Chúa ơi, muôn vật đang khát khao nóng lòng nóng lời trông đợi con cái Đức Chúa Trời được bày tỏ ra, Chúa ạ.
Mà Chúa ơi, sự vinh hiển mà Ngài ban cho các mục sư chúng con, Ura Zakarabel, lời Ngài đã ban cho, ô lẽ thật Ngài đã dùng để làm thánh họ, Chúa ơi. Ura sự bày tỏ Ngài đã ban cho, Chúa ơi. Ura hãy lộ ra, Chúa ơi. Ura Zakarabel, để các con cái Đức Chúa bày tỏ ra, để muôn vật, Ura để muôn vật, Ura cả vật nhìn thấy không nhìn thấy, Chúa ơi. Ura họ nhìn thấy, ngắm xem vinh hiển Ngài, Chúa ơi. Và họ cũng giải cứu nữa. Ura các vua đợt đó cũng nhờ các con cái Đức Chúa bày tỏ sự vinh hiển Ngài ra mà cũng được giải cứu, Chúa ơi. Vinh quang Chúa Trời, soi sáng trên các mục sư chúng con, Chúa, trên mục sư sư đồ trưởng Sandraja, sự vinh hiển chói lọi của Ngài trên ông, Chúa ơi. Để đập tan nát tất thảy Babylon, để tan nát tất thảy kẻ thù nghịch của Ngài, Chúa. Sự vinh hiển Ngài được lộ ra trên tất cả cái bài giảng của ông, Chúa. Sự vinh hiển Ngài lộ ra trên tất mọi chương trình, mọi dự án qua internet của ông, Chúa. Tất thảy mọi audio video của ông, Chúa ơi. Ô rồi mọi sách vở của ông, mọi sách báo của ông, mọi giờ học dạy dỗ của ông, Chúa. Ô sự vinh hiển Ngài được lộ ra. Ô Rosakada Barabu. Sự vinh hiển Ngài cũng lộ ra cả trên thân thể của ông nữa, Chúa. Ô Rosakada để tất ai, ô nhìn thấy ông động chạm ông, Chúa, thì đều được động chạm vinh hiển Ngài được lên thánh, Chúa ơi. Ô Rosakada Barabu. Rosakada Barabu. Ô cũng như mục sư Ruslan nữa, Chúa. Ô cũng như tất cả chính mình chúng con nữa, Chúa ơi. Ô là mục sư hiện tại và tương lai của Ngài nữa, Chúa. Ô là danh Kadabari, để sự vinh hiển Ngài giáng trên chúng con, sự vinh Ngài giáng trên chúng con, để chúng con cũng được vinh hiển, Chúa. Ô nhưng không phải vì cớ chúng con, ô để chúng con lấy vinh hiển cho mình, Ngài biết thừa điều đó, Chúa. Ô đó là nhưng để vinh hiển đó làm chói lòa và ô tỏa sáng cho những người hư không, Chúa. Để vinh hiển đó chói lòa cho cái vương quốc, cho những người đang bị cầm tù ở nơi tối tăm, Chúa ơi. Ô để họ nhìn thấy vinh hiển đó, ô mà họ, như cái neo của linh hồn họ mà họ chạy đến, Chúa. Ô để họ nhìn thấy, ô rasakada jebelajudas, như là ngọn đèn hải đăng vậy, Chúa, để họ chạy đến đó. Ô rasakada babrujudas, để thoát tất thể ra khỏi cơn giông bão cuộc đời này, ô trong danh Chúa Giêsu sakada babrujudas. Chúa ơi, chính Ngài mong muốn để ô các mục sư đó là, Chúa, vì Ngài nói là hãy dấy lên sáng lòa ra, vì sự vinh quang nước dọa đã mọc trên người. Ô đa ca đa sư vui, tối tăm vinh phục các nước, sự u ám bao bọc các dân, nhưng vinh quang nước dọa đã tỏ dạng trên người. Ô các dân sẽ đến nơi sự sáng mọc trên người, còn các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc trên người, Chúa. Ô sự chói sáng đã mọc rồi, không phải đang sẽ mọc mà đã mọc trên người rồi. Ô đã mọc trên một số chúng con, Chúa. Ô sự khôn ngoan thông sáng, sự mưu toan, sự mạnh, sự hiểu biết, sự kính sợ dư la, Chúa. Ô rasakada bibliya, trong danh Chúa Jesus Christ này xin Chúa. Ô rasakada, để Ngài ô làm vinh hiển chính Ngài, Chúa, qua tất thảy các ô bài giảng, qua tất thảy bài giảng trên internet ô của các mục sư chúng con, Chúa. Ô rasakada bibliya, ô Ngài để Ngài mở mắt mở trí ra cho tất cả mọi người họ nghe, họ động, họ nhờ sở đến cho họ thiếu vinh hiển của Ngài, Chúa ơi. Ô như chính chúng con, ô đã cũng nhờ qua cái bài giảng đó mà chúng con được thay đổi, Chúa, nhờ qua cái bài giảng đó, qua video đó, qua sự dạy dỗ đó mà chúng con mới ô nhìn thấy vinh hiển của Ngài, Chúa. Ô giúp đỡ chúng con đang tối tăm tội lỗi ở trong Babylon, Chúa, chúng con chẳng nhìn thấy vinh hiển của Ngài đâu cả. Ô ở khắp nơi đầy xác chết, khắp nơi đầy xương cốt, khắp nơi đầy sự ô uế, ô đầy sự tà dâm, đầy sự thờ cúng thần tượng, đầy sự bẩn thỉu, đầy tiện, Chúa. Sakadabu, nhưng nhờ ô chúng con được động chạm đến sự dạy dỗ giáo lý sư đồ tiên tri, nhờ chúng con nghe các bài giảng, nhìn thấy bài giảng, hiểu được bài giảng đó, Chúa. Ô nhờ chúng con được dạy dỗ đó, Chúa. Ô để chúng con nhìn thấy vinh hiển của Ngài, Chúa, qua ô sự dạy dỗ đó. Sakadabu, cũng vậy, cha sư ơi. Ô là Sakadabu, ô hãy làm vinh hiển, làm vinh hiển ô qua công việc, ô qua đời sống, qua sự dạy dỗ, ô của các mục sư chúng con, Chúa. Sakada vì cớ của Ngài, ô là vì cớ danh thánh của Ngài, ô Chúa ơi, vì cớ ô sự đến của nước Ngài, ô là ba vì cớ muôn vật đang nóng lòng trông đợi, ô Ngài Chúa ơi, ô vì cớ ô là sáng đức Chúa Giêsu tái lâm, Chúa, ô là Benjamin, ô là Sakada ba Chúa ơi, ngày tái lâm, Chúa, là ngày kinh hoàng của đối ma quỷ, đối với con cái của nó, Chúa, như là ngày vui mừng chọn vẹn tốt độ của muôn vật xin trong các sáng tạo này, Chúa ơi. Ô là sai các bề muôn vật đang chờ đợi cái kỳ lâm chung đó, ô vì muôn vật đang thở than, muôn vật đang rên rỉ, đang rên xiết, Chúa. Ô là sai các đá bơ phải chờ đợi, ô là thậm chí bao nhiêu các thánh ô cũng phải ở dưới bàn thờ, ô về ở dưới bàn thờ để về rên rỉ, Chúa, họ cũng kêu gào ô Chúa còn chỉ hoãn chừng nào, Chúa. Ô là sai các đá bơ suy em chưa là bơ
chúng con như là những cái ta lưng đó thôi Chúa ơi. Ô chúng con phải dâng mọi nguy hiểm đó ra Chúa ạ. Ô ra để tài Sakada để mang ô dâng lại cho ngài đi của lễ của mùi hương hương Chúa ạ. Sakada mọi sự ban cho của Chúa. Ô đặc biệt sự vinh hiển của ngài chúng con dâng lại cho ngài. Chúng con nhân bội lên Chúa ơi. Ô ra Sakada sự vinh hiển của ngài ban chúng con. Ô là nó phải được nhân bội Sakada Bada Sakada Bada Purusoko sự vinh hiển ngài ban mục sư chúng con phải được nhân bội nhân lên nhiều lần cho 30, 60, 100 lần hơn nữa Chúa ơi. Sakada Bada luật của ngài là ngài được vinh hiển khi chúng con đi và ra trái chúng con thường đậu luôn Chúa ơi. Ô đó là những ô cái bông trái ô của chính ngài. Ô là khi chúng con làm vinh hiển cho ngài Chúa ạ. Ô khi chúng con qua chúng con mà ngày nào tạo ra những người làm vinh hiển Chúa Chúa ạ. Là những bông trái đó và trái đó nó cứ đầy căng ngọng ở trên cành trên cây trên đời sống chúng con Chúa ạ. Và trên đời sống của những người nghe theo chúng con nữa. Ô ra sakada barasa để ngài vinh hiển cho ngươi cho khách và vinh hiển cho ngài. Vinh hiển cho ngài. Sakada barabuduru oso kolabara. Ô Chúa khắc khao sự hiện của ngài Chúa ạ. Sự hiện của ngài Sakada sự hiện ngài đổ trên chúng con. Sự hiện ngài đổ đầy khắp trên tâm linh chúng con. Sự hiện ngài đổ đầy khắp trên tâm trí chúng con, trên cảm xúc chúng con, trên ý chí chúng con. Sự hiện ngài đổ khắp cả thân thể chúng con nữa Chúa ạ. Sự hiện ngài đổ khắp gia đình chúng con, để khắp cơ nghiệp chúng con. Ô ra sao đổ khắp cha mẹ chúng con, đổ khắp con cái chúng con, đổ khắp vợ và chồng yêu quý của chúng con. Sakada barasakada barabulu. Ô ra sakada sự hiện ngài đổ khắp trên ô hội thánh ô của chúng con Chúa ạ. Ngài Shakada Bada Buru Joro Shakada Bro, sự vinh ngài đổ đầy đặc biệt trên các mục sư chúng con, ô trên các sứ đồ, các tiên tri, các thầy giảng tin lành giáo sư mục sư, ô trên các trưởng lão, các chức sự, ô Shakada Bada Buru Joro Shoko của hội thánh đại sứ quán nước trời, ân phước cho ông dân tộc Chúa ơi, Shoko Da Bada Baduri, ô Da Bada Bada Shakada Bro để tất cả những điều gì ngài đã để cho lòng họ, ô cái sứ mạng tiền định mà ngài đã giao cho từ trước sáng thế cho, ô được hiện một cách trọn vẹn, cha ơi trong danh Chúa Giêsu, Shakada Bada Buru Joro Shoko Da Baduri. Ô đại sứ vinh hiển mà ngài dùng qua chúng con, qua đại sứ quán nước trời ở phương này, qua sự thương xót đến Chúa này, Chúa được nhân bội lên, ô được nhân lên, ô và ta lan tràn khắp thế giới, lan tràn ra ô khắp các thân thể ngài, Chúa lan tràn toàn bộ ô hội thánh ô toàn cầu, Chúa ô ra Saka lan tràn đến tất cả các hội thánh tin lành kháng cách, lan tràn lên tất cả các hội thánh giáo hội tin lành công giáo, lan tràn lên tất cả các giáo hội ô ra Saka tin lành chính thống giáo, trời Saka da ba da bu ru en Saka da ba ru ô ro so con qua chúng con Chúa ô vì Chúa linh đặc nhiệm ngài ô ra Saka da ba ra ba ru so ka da ba ru
Ô trong danh Chúa Giêsu, ô ra sát na tan hết tất thảy những kẻ ăn cắp bình Chúa Trời ở trong thân thể của Chúa. Ô ra ta hủy phá mày Babylon, ô con đại dâm phụ, ô mà hay không dâm với các thần. Ô ra sát hạ thấp thuộc không dâm các thần. Ô trong nơi cối tam ăn thịt chuột. Ô ra sát Karababra trong nơi hang hố bẩn thỉu kia, đập na tan mày ra. Ô tất thảy con của mày đẻ ra trong sự không dâm đó, Chúa đập na tan ra trong danh Chúa Giêsu. Ô ra sát các con đàn bà tà dâm này. Ô ra sát Karababra mày đã đẻ. Ô cùng các quỷ, ô bé thông dâm mà chui lấp ở trong nhà hội, chui lấp ở trong hội thánh. Ô ra sakrababrishakara đã đẻ ra đứa con dơ bẩn này, Chúa đập chết hết tất cả đứa con này. Ô tất thảy các con của mày, tất cả từ nhỏ nhất lớn nhất, tất thảy các lũ này đập nát hết trong danh Chúa Giêsu. Ô là trong danh Chúa Cha, Chúa Con Đức Thánh Linh, Chúa đập nát tan hết tất thảy con gái của mày ở Babylon. Ô ra sakara tất thảy đứa con mày đẻ ra, ô trong học thuyết giáo điều bẩn thỉu, ô trong những sự tin lành giả dối, ô ra cả trong sự thờ thần tượng, trong thờ hình thức thờ chúng ta dựng tà dâm tà linh, ô tập nát chúng ta, ô ta cho cầm chân xé nhỏ ra, ô cầm chân chúng mày xé tan các con nhỏ ra, quật nát đầu, ô ra cầm chân quật nát đầu chúng mày, ô ở nơi hòn đá, ô và chà nát chúng mày ra trong danh Chúa Giêsu Sakadabarabunyurunyurunseka, ô ra Sakadababi đặt hiện ra, ô chặt đầu hết tất cả con mày, ô ra Sakadababarabunyurunseka dày xéo quật đập nát Sakadabarabunyurunseka, ô ra Sakadabarabunyurunseka moi ruột moi gan, ô mổ bụng, ô ra chúng mày ra Sakadabarabunyurunseka và lửa thạnh nộ trời thiêu đốt trên mày. Ô đốt tất thảy lũ này, ô là đốt tất thảy lũ này trong lửa thách độ chuyển toàn năng chúng ta, ô vì Đức Chúa Trời chúng ta trong chúng ta ngọn lửa hừng, ô là sakadabarabun trước mặt chúng ta có ngọn lửa thiêu đốt, sau lưng chúng ta có ngọn lửa cháy tiêu, ô là sakadabarabun vì chúng ta đi đâu đốt sạch đến đó, đốt sạch và diệt sạch tất thảy con gái nó luôn đó, đốt sạch diệt sạch, ô là sang mọi nơi ẩn nấp của mày, ô là sang tất thảy nơi hang hố của ta thần hang hố, dù bị dơ dãi như thế công kiếp, tôi đập nát hết an thành tan thành trong danh Chúa Giêsu sakadabarabun, ô tăng, ô đã sạc khốn nạn cho mày, ô nơi hang ổ của mày đã không còn nữa rồi, ô không còn trú ngụ nữa rồi. Ensakara, ô tất thảy nơi trú ngụ của mày không còn nữa. Ô ra sakara ba ba ra, Chúa đập nát tan. Hallelujah. Ô sa tăng khốn nạn cho mày. Sakara ba ba. Ô quỷ tôn giáo. Ô antichrist. Ô Jezabel. Ô ra sakara quỷ tả đình lập là. Ô quỷ mafia. Ô cộng sản. Ô hồi giáo, nho giáo, tin lành giáo, thiên chúa giáo, catholic giáo, tất thảy loại tôn giáo. Ô ra sakara quỷ này. Ô mày đập nát bị. Ô bị trả nát hết rồi. Ô ra sakara ba ba. Ô bị các con của mày với con đại dân phụ này đã bị đập chết hết rồi. Orasaka chúng mày, ô bị tàn nát hết trong danh Jesus Christ. Shakadabr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 
đã bị đập chết hết trong danh Chúa Giêsu. Sakadabara sakadaburir sebe, en sakadabarabir son chili kadabara sakadabudru orosoko, en sakadabarabudu. Hallelujah. Oh, cảm tạ ơn Chúa lời Ngài cho môi miệng chúng con. Nên là chúng con trên các dân các nước đang nhổ phá đổ diệt Chúa. Oh, và tạ ơn Chúa. Oh, bởi sức mạnh của Ngài, bởi quyền năng và bởi thẩm quyền Ngài ban chúng con. Oh, lấy kẻ làm theo mạng lệnh Ngài Chúa. Chúng con đã thi hành cái án phạt đó để đập nát hết chúng nó ra rồi Chúa. Oh, Rasaka giờ đây. Oh, chúng con dọn sạch chiến trường Chúa. Dọn sạch chiến trường bằng nước của Ngài. Shakarabra để tưới sạch nước. Oh, giải quyết Chúa Jesus Christ trên cái nơi vùng đất đó Chúa. Ô chôn đào bới cày bừa cho Arasa Kadabri, ô ra để mưa thánh linh của Ngài, ô là nước sông sự sống thánh linh của Ngài cho tưới đẫm vào trong tất thảy trong biển đất nơi chôn vừa đập nát tan đó Chúa ơi. Ô chôn nhổ cỏ hết sạch đi đó, ô ra Kadabri chôn tưới mướp, ô ra chôn ô ra Kadabri, ô ra Kadabri chôn gọi sự chúc phước Ngài và chúng con, ô ra gieo cho ô chôn trồng dựng cho ô ra Kadabri, ô trong hội thánh của Ngài, ô trong đời sống của từng lãnh đạo, ô các hội thánh cho ô tất thảy các hệ phái tất cả các giáo phái, ô kháng cách công giáo, ô Rasakara chính thống giáo, Sakara chúng con gieo đó cho hạt giống của tình yêu thương của Đức Chúa Trời, hạt giống thánh sạch công bình của Ngài cho hạt giống được kính sợ Ngài cho hạt giống của tin lành vương quốc của Đức Chúa Trời cho Sakara Barabunyurosoko, ô và chúc phước hạt giống đó cho ô như Ngài đã từng gieo cho chúng con và chúc phước chúng con cho ô Ngài ban phước cho loài người, Ngài ban phước cho ô các loài thú đồng, Ngài đã ban phước cho các loài cây cỏ Chúa ạ. Ô đặt ra thì chúng con cũng như vậy như Ngài Chúa ạ. Chúng con ban phước ô cho hạt giống ô tin lành vương quốc Ngài Chúa ạ mà chúng con đang gieo, ô chúng đã gieo vào trong lòng ô đa sa cờ của các lãnh đạo hội thánh địa phương, hội thánh địa thánh, hội thánh toàn cầu trong danh Chúa Giêsu Sakadabaru, đất tại hội thánh tại các châu lục,
ở châu Á, tất thể hội thánh tại châu Âu, tất thể hội thánh tại châu Phi, tất cả hội thánh tại châu Mỹ, tất thể các hội thánh tại châu Úc, Chúa ạ, chúng gieo tin lành vương quốc ngày vào đó rồi, Chúa ạ, và chúc phước cho hạt giống đó trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Ô da hạt giống đó, tất cả hạt giống đó sẽ nảy mầm cho ạ. Ô và tùy loại ra cây cỏ kết trái như Ngài đã tạo dựng vậy, Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu. Ô da tất cả hội thánh mang đặc sắc, ô mang cái đặc ân, mang cái bản tính của mình, Chúa ạ. Ô một cách đặc sắc, một cái bản sắc riêng của mình, Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu. Chakara và Chúa trân trọng tất cả bản sắc riêng đó, Chúa ạ. Ô vì cây cỏ đấy kết hợp theo tùy loại, Chúa ơi. Ô loại của tin lành công giáo, loại của tin lành kháng cách, loại của tin lành chính thống giáo. Ô loại của bắp tít, loại của ngũ tuần, loại của ân tứ. Ô loại của giám lý, loại của ô trưởng lão, ô tất thể các loại khác nhau, họ có đặc bản sắc khác nhau, shaka chốn chúc phước cho các loại đó, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, Chúa dấu yêu, cảm tạ ơn Chúa vì Ngài làm chúng con trở miệng của Ngài, cho chúng con núp dưới bóng tay Ngài dựng tầng trời lập lên đất. Ô cho tạ ơn Cha, vinh hiển thuộc về Ngài, thuộc về Ngài và chỉ vì Ngài mà thôi, Chúa ơi. Ô tạ ơn Chúa vì vinh hiển Ngài đang đổ đầy trên chúng con, đổ đầy trên mục sư chúng con, trên hội thánh đại sứ quán nước trời ân phước trong dân tộc. Ô trên lãnh trời thương của Ngài, Chúa ạ, trên tất cả chúng con, trên đặc nhiệm của Ngài. Ô Rasakarabo, không như thế đâu, Chúa ạ. Chúa biết rằng cái vinh hiển Ngài đang đổ cho chúng con đó, nó cũng được tỏa sáng và đổ sang cho người nghe theo chúng con nữa, Chúa ạ. Để tất thảy ô những người nghe theo chúng con đó, họ cũng được nhận vinh hiển của Ngài, Chúa ạ. Ô và họ cũng làm điều gì mà Chúa Cha đã sai chúng con đến, như thể chúng con đã làm. Ô và bắt chước Ngài vậy, Cha ơi. Hallelujah, chúng cảm ơn Chúa Giêsu, mà vinh hiển chúng con dâng cho Ngài và chỉ vì Ngài, trong danh Chúa Cha, chúng con với thiên lý. Amen. Cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn anh chị em yêu quý. Nên anh chị em này, trong ngày sắp tới Đức Chúa Trời sẽ làm vinh hiển ai đó cho chúng ta, chưa? Đấy là chuyện bình thường nhé, vì Chúa mong muốn ấy, để mình vinh hiển mà. Chúa nhất mình lên đấy để vinh hiển. Nhưng mà nhớ đấy, cái điều đấy là nguyên tắc của Chúa, anh chị em ạ. Tất cả người hầu Chúa đấy đều được vinh hiển mà. Thế nhưng mà cái chuyện còn lại là chuyện của cái người đấy, liệu có đứng được trong sự vinh hiển đó không, hay là họ lại tư hữu hóa cái vinh hiển cho mình. Thì chị em hiểu không? Mà chúng ta học tính cách đấy. Tại sao chúng ta học tính cách của Chúa đấy, tính cách của Chúa Trời đấy, để dâng vinh hiển cho mình Ngài thôi. Để luôn nhớ rằng mình là cái mặt nạ của Chúa, mình là con lừa mà Chúa cưỡi thôi. Đấy. Chúa làm mình vinh hiển. Chúa làm mình vinh hiển. Hallelujah. Như Chúa Cha đã làm Chúa con vinh hiển thế nào đấy, thì Chúa Trời cũng làm mình vinh hiển thế đấy, để mà người ta nghe mình và đến cùng với Chúa con, như Kinh Thánh nói đấy. Amen. Nên là anh chị em cũng có thái độ đúng với sự vinh hiển nhé. Amen. Thế thông thường ấy, nhiều người họ lại không hiểu chuyện đấy, họ mô thôi vinh hiển là cho Chúa vinh hiển, cho Chúa vinh hiển, không cho con. Đấy. Nhưng mà Chúa nói rõ ràng là Chúa ban vinh hiển cho mình mà. Amen. Thì mới hiệp một đấy chứ. Bây giờ hình dung xem, bây giờ Chúa vinh hiển mà mình không vinh hiển, thế làm sao hiệp một được? Đúng vậy không anh chị em? Người đen thui, người trắng bóc sao được? Đòi hiệp một lại mà lại thể chất khác nhau. Nên ngay cả cái chuyện mà khi trong cái ngày mà tái lâm đấy, tại sao Chúa phải làm cho mình mặc cái thể xác vinh hiển đấy chứ? Cái thấy nó rõ ràng đúng không? Cái thể xác mà không bị hư mất đấy, thể xác vinh hiển đấy. Cái thể xác ấy không như nói tâm linh đâu, mà nói thân thể của mình, thân thể vinh hiển luôn, như của Chúa Giêsu đấy. Thân thể chói lòa, thân thể vinh hiển luôn. Thì mới hiệp một đối với Chúa, chứ Chúa là vinh hiển mà. Nên là phải học đúng cái đấy, điều đó không phải là kiêu ngạo, anh chị ạ. Nhưng mình hiểu được cái vinh hiển Chúa ban cho, đấy là cớ Ngài, vì cớ Ngài. Amen. Phải nhận cái đấy, phải biết nhận cái đấy. Thế mình phải biết cho đi, phải biết nhận mà, biết tiếp nhận, biết ban cho như thế nào và biết tiếp nhận như thế nào. Chứ không phải chỉ có cho mà không biết tiếp nhận. Thế biết tiếp nhận là nhận đúng đấy. Thế biết cho đi mới cho đúng, không phải cho sai. Tại nhiều người cũng cho đi nhưng toàn cho bệnh, cho vạ thôi. Thế tiếp nhận cũng phải tiếp nhận đúng. Chứ có nhiều người tiếp nhận bậy bạ.
nên tất cả về trong chân lý đấy, tiếp nhận đúng và ban đi đúng, cho đi đúng và tiếp nhận đúng trong lẽ thật của Chúa. Đã ơn Chúa. Thôi hôm nay thế bên Hoa Kỳ đã muộn rồi đúng không, sang đến đêm rồi. Dạ. Thì mới rồi. Sáng rồi, cho anh chị em nghỉ ngơi đi để mai học tiếp. Dạ. Chúa chúc lành cho thầy giáo. Amen. Chúc phúc cho anh em. Amen. Em hiền. Chúc phúc cho chị em nha. Chị em Thủy nha. Chúa hoàn toàn chúc phúc cho em. Em nhớ đi. Chào mấy con cháu, chúc mấy cháu ngủ ngon. Amen. 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 Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin chào.